bánh gạo in, cơm nắm chi, Tết đoan ngọ năm 1 năm 5 tháng 5, má kêu đi xem biến thuyền rồng, con không xem xem gà con, gà con lớn bắt đi bán, đai vàng đai bạc mời bà trong ra đeo tay. Tới đâu hả? Chị gái tôi đâu? Vào phòng rồi nói. Bộ phim Thiên Sư Đấu Cương Thi Lan Dưới Tiền. Tối nay để đại ca dẫn cậu đi chơi. Không đây. Hai cái thằng chó chết, bạn gái tao mà mày cũng dám đụng, lần sau có chừng tao tiếng hết đó. Kệ chúng đi. Đi. Cái thằng trai già này, của tao mặc hở cái ngực ra, ai biết bạn gái của ông chứ. Dán tờ giấy ghi đang sử dụng đi. Không đâu đại ca, trên ngực cô ta đúng là có dán giấy thật đó. Cái đó là miếng dán ngực đó, thằng ngu. Anh Sa, chuyện ở Lan Quế Phường cần em gấp đó. Hai cậu tự xử lý chuyện đó đi. Tối nay tôi phải xử lý một vụ lớn lắm. Vậy à? Xong rồi, Anh Xà chửi hai đàn em mạnh nhất tới. Là ai vậy? Là hai tụi mình á. Hả? Ông xã. Bà xã. Em còn bị ma nhập không vậy? Lần trước sau khi anh tìm đạo sĩ giúp em đuổi ma thì hết rồi. Vậy chúng ta phải bà xã, sao em tiến bộ nhanh vậy? Ở đây nhiều gái hơn đúng không? Đúng vậy. Uống đi. Đại ca, cậu liếc mắt đưa tình với tôi kìa. Tôi thấy rồi, trai đẹp gái đẹp cùng tần số mà. Ý. À hai. Cô tên gì? Đại ca. Nè, tự đi kiếm ăn đi. Đi theo ăn đồ thừa hay gì? Đi. Vậy đi. Tôi phải làm sao? Cái thằng đó dê sờm lắm, tôi nói nó là đồ khốn. Ok, đồ khốn. Yeah, đồ khốn. Mình ăn nhau đi. Ok, ăn nhau. Ăn nhau. Trời sao hồi quá. Trời, thôi kệ đi cũng không sao. Không đúng nha, đúng là hôi thiệt á. Sao có trứng vậy? Đàn ông. Chuyện với. Đưa hết tiền đây. Anh muốn gì lấy hết đi ngựa anh em. Ngựa anh em, chuyện 100 đô đi xe được không? Nè, làm gì? Mày đứng lại đó. Chết tiệt. Cô chẳng có được trường làng mà cũng dám cướp. Tao sẽ kiếm người chém chết mày. Cái thằng khốn đó, trước sau gì tao cũng. Cô Tôi Cô Linh, cứu với. Cứu mạng đi. Cứu mạng đi. Nè, cô cố lên nha, cô ngủ nha. Ngủ là xong đời luôn á. Anh tên là gì? Hả? Gì? Anh tên là gì? Tôi là Ngô Văn. Ai cũng gọi tôi là anh Ngô Văn. Tôi tên Minh Thiên. Minh Thiên hả? Đúng đó, ngày mai sẽ tốt đẹp mà. Nè, cô cố lên đi, sắp tới bệnh viện rồi.
Hắn, chính hắn đẩy tôi xuống. Hắn, hắn nào vậy? À, đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Miếng vải này làm sao đi? Ê, nè nè, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, nhanh lắm. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ tới anh. Nè, đừng ngủ nha. Đẹp gái như vậy mà chết thì uổng lắm đó. Alo, ai vậy? Đại ca, tôi là Trương nè. Nói rõ một chút đi. Ờ, chuyện là gì nè đại ca? Đại ca anh tức là đại đại ca của tôi, vợ của anh bị ma nhập đó, ngậm lấy em trai của đại đại ca không chịu nhả, cho nên là mọi người kêu tôi gọi anh tới hỗ trợ đó. Cái gì? Chị dâu ngậm em trai của đại ca không nhả hả? Tôi giúp làm sao đây? Ờ, tôi không biết, anh tới nhanh ra. Nè, nhìn bà có vẻ có cách đó. À, bà chủ, mượn cái hộp quà. Tưởng Thiên Cơ dẫn trình năm ngọ. Ê, đây là thầy phong thủy trên TV nè, nhìn rất gì giờ này nọ hả? Đây là vị quyền học trưởng Thiên Cơ, tôi đang không tiện nghe máy, có chuyện gì để lại lời nhắn. À, trưởng sư phụ, chị dâu của tôi bị ma nhập, bây giờ đã phòng B5 tòa nhà Tinh Duyệt đường La Khắc Vịnh Đồng La đó, vậy ông tới đó liền đi, đảm bảo có lì xì. Cảm ơn, cảm ơn. Ừ, thằng quỷ đó sao bây giờ chưa tới nữa? Hơn đang tới rồi. Nè, nè, đại ca mày trốn luôn rồi hả? Hả? Không phải đâu anh chuột à. Thằng khốn đó giống không có nghĩa khí rồi. Ai nói vậy? Ai nói cũng được. Chị dâu là bị ma nhập kìa. Ma nhập chị đó. Chị dâu, chị dâu à, tôi ở đây. Wow, sao giọng chị dâu ngộ vậy? Không phải giọng cô ấy, là giọng của ma đã nhập vô cô ấy đó. Đúng vậy, còn tôi nữa, còn chúng tôi nữa. Ma nhập thành nhóm luôn rồi. Chị nhóm vui dữ ha. Cổ thường xuyên bị ma nhập mà, chúng coi cổ như là xe buýt vậy, lên xuống tự do. Mau nghĩ cách đi, đang ngậm thằng nhỏ của tôi đó. Đại ca, anh cứ yên tâm đi, tụi em nghĩ cách giúp anh rồi. Bây giờ anh chỉ cần tìm một người có nghĩa khí là được. Bây giờ đâu có ai chịu nghĩa khí nữa. Bọn khốn lợi dụng thì bắt đóng. Mày đăng kìa. Nè 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 nè, đừng có giành với tôi nha. Nhất là anh đó, quẳng tù xì tôi ra bao. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Cùng lúc đi. Ờ, dạ được. Một, hai, ba. Đại ca, 7 tuổi tôi theo anh, bao nhiêu năm nay giàu sinh ra tử đều không có phần tôi. Hôm nay chính là lúc tôi báo đáp anh. À, chị dâu, nếu chị muốn ngậm á, chị ngậm tôi nè. Ý, cũng may là xuất sức thôi. Nhanh lên, chạy đi. Hai thằng em bị cột vào nhau rồi. Tôi cũng đắng em hơi lâu rồi đó. Chị dâu à, thả cháu lưỡi cái đi. Trời ơi, chị dâu, chị đừng có vậy mà. Sư phụ, trưởng đại sư, trưởng Thiên Cơ kìa. Hiếu Nghiệt, còn không mau cút. Đạo sĩ thôi, không phải chuyện của ông. Ông ăn cướp đi. Bắt sắc thiên tàng, khu tà xuất quái. Sao lại như vậy chứ? Sao miệng của chị dâu lại nhả ra phân nước vậy chứ? Mau đi tắm đi. Ừ. Tiểu phật thân đó. Thiên quả tóc. Thiên quả tóc. Tóc tóc hiện hình. Cú càng khôn, quả tinh đổ khởi, bác sát thiên tân. Wow, không sao rồi, không sao rồi. À,
đại sư, thật sự cảm ơn ông. Không ngờ ông chịu tới thiệt. Có duyên thôi. Chàng trai. Hả? Cậu đen lắm đó. Phải đó. Ngày mai nếu có thời gian, ghé viện tôi nói chuyện chút đi. Được. Ôi đại sư ạ, vợ của tôi không sao chứ? Không sao đâu. Tôi sẽ cho cô ấy một lá bùa để đeo, mỗi ngày tụng kinh, đảm bảo sẽ không dễ bị ma nhập nữa. Linh Tâm. Ông xã, em bị gì vậy? Ba con ma ngày hôm qua, trong giới ma mà nói, phải nói là rất lợi hại. May mà tôi kịp thời có mặt. Nếu không thì cậu và đại ca của cậu không chết thì cũng thôi thấp. Ê, không ngờ cậu biết tìm tới tôi để mà nhờ giúp. Xem ra mạng của cậu chưa tới lúc chấm dứt rồi. Tôi không có rắc rối gì chứ. Có cậu bên cạnh, dĩ nhiên là không sao rồi. Vậy là được rồi. Đưa tay ra đi. Được. Để xem mặt bàn tay đã. Ngày tháng năm sinh của cậu đâu? Tôi sinh 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1978. Ngày sinh âm lịch kìa. 8 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm 1978 luôn. Ê, để tôi tính giùm cho cậu. Sư phụ, tôi tính rồi. Mạng của anh ta cũng tốt đó. Không thể nào. Cậu mang tướng mạo tài chủ. Hả? Nhưng mang mạng trạng nguyên. Vậy hả? Đâu có lý nào nghèo như vậy chứ. Thôi đừng có vậy mà. Móc hết tiền trong túi của cậu ra đi. Được. Chỉ có nhiêu đây thôi. 2, 4, 6, 7. 77 đô 7. Nè, cậu cố nhớ lại xem, mỗi một ngày về nhà, số dư tiền lẻ còn ở trong túi quần đều có số 7 đúng không? 7 hả? Hình như đúng vậy đó. Xem ra mộ tổ tiên của cậu có vấn đề rồi. Hả? Phải rồi. Ba cậu và ông nội cậu được chôn ở đâu vậy? Vịnh Mang Bà Tây Cống. Vịnh Mang Bà? Phải. Tất cả mọi người ra ngoài. Ra cái đầu anh đó chứ ra. Nè, mấy người làm cái gì vậy? Hả? Ôi trời đất ơi! Ai trời ơi! Trưởng đại sư, xin chào. Cậu là ai? Con trai của Châu Đại Phú, A Ca Châu nè. A Ca có nghĩa là gì? Thật ra tôi tên Cường thôi. Nhưng mà cái tên này bình thường quá cho nên chúng ta thân như vậy, gọi tôi là A Ca đi á. Cậu Cường, hôm nay tôi có rất nhiều khách phải gặp. Nếu như cậu có thời gian, chúng ta hẹn một ngày khác. Trưởng đại sư à, A Ca tôi đây, rất ghét phải chờ đợi. Ông kêu mấy người kia ra ngoài uống nước hay làm gì cũng được, chút nữa hắn quay lại tôi trả tiền cho. Tôi đâu cần anh trả tiền chứ, anh là ai vậy? Sếp của tao đó. Lại cái gì chứ? Gọi anh A Ca đi. Hey anh A Ca. Anh lễ phép một chút. Anh A Ca. Ủa ông không biết anh ấy hả? Nào qua đây, tới gần một chút. Kêu nó cút đi. Cút đi. Được, không làm phiền anh nữa. Chút nữa quay lại nha. Đứng đây làm gì? Tôi cần bàn chuyện đại sự mà, cút hết đi. Cô ra ngoài coi chừng họ đi. Dạ sư phụ. Cậu có chuyện gì vui lòng nói nhanh lên, tôi rất là bận. Ba đời nhà họ trưởng của ông đều giúp ba tôi và ông nội tôi xem phong thủy chuyển âm trạch. Bây giờ tới đời của tôi, dĩ nhiên phải nhờ trưởng đại sư giúp tôi rồi. Tôi thật sự cũng không ngại cậu nhờ cao nhân khác đâu. Những người biết xem phong thủy rất là nhiều, nhưng mà hôm nay chuyện mà tôi nhờ ông làm thì chỉ có nhà họ trưởng của ông biết. Chắc ông còn nhớ vào 30 năm trước, chuyện ba của ông giúp ông cố tôi hốt cốt chuyển âm trạch đúng chứ? Thật ra cậu muốn gì? Năm đó từ khi ông nội của ông giúp ông cố của tôi tìm được quyệt cửu âm tụ tài, nhà họ Châu chúng tôi đều làm ăn rất thịnh vượng, tiền tài giàu như nước. Rồi đến đời nhà tôi, ngay cả đài truyền hình cũng mở được. Nhưng mà ông cũng biết rồi, cứ mỗi 30 năm là phải chuyển âm trạch một lần, nếu không thì vận may sẽ hết. Năm nay chính là năm thứ 30 đó. Xin lỗi, tôi sẽ không về mộ giùm nhà cậu nữa.
Đại sư à, tôi biết năm xưa ba của ông đã gặp phải chuyện không may, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng mà nếu như lần này ông chịu giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu chi. Quyết cứu ông tụ tài rõ ràng là một loại tà pháp không có tính người. Loại tà pháp này có thể hút hết mọi vận may của tất cả các âm trạch khác trong cự ly 8.000 km vào con cháu mình. Con cháu của người khác sẽ bị gặp xui xẻo. Ba tôi và ông nội tôi năm đó vì bị tiền tài che mắt, giúp họ nhà châu cậu dời mộ 2 lần. Cái chết của ba tôi cũng có thể nói là nhân quả báo ứng. Trước khi ông ấy qua đời đã dặn tôi mộ sau này cũng không cần di dời nữa. Con người của ông mở cửa ra làm ăn, có tiền mà lại chê à? Kiếm tiền thì cũng phải làm đúng với lương tâm đạo lý của mình. Cậu hãy từ bỏ chuyện này đi. Tiền tôi kiếm đủ rồi, xem như tôi không có bản lĩnh kiếm tiền của cậu. Đây là danh thiếp của A-ca tôi. Nếu như ông thay đổi ý định thì chào mừng ông đến tham quan AKTV của chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhiều cô gái trẻ đẹp đang chờ ông đó. Nếu coi thì tôi cũng coi TVB, sao tôi lại đi coi AKTV chứ? TVB hả? Trẻ mặt. Tất cả bị đuổi việc. Đứng dậy hết đi, đi về. Sư phụ. Con lại ra tay đánh người hả? Tại họ ra tay nên con mới đánh trả. Sư phụ à, họ tìm thầy làm gì vậy? Phải rồi, Đinh Tâm, đi đốt nén nhang trầm, pha bình trà, ngồi xuống thầy kể cho con nghe. Dạ sư phụ. Vào năm thầy 17 tuổi, đúng là thầy đã nhìn thấy cương thi thật sự. 30 năm trước, thầy và ba thầy giúp ông chủ Châu dời mộ mới. Lúc đi dời mộ thì đã gặp chuyện. Ông chủ thắp hương được rồi. Dạ xin mời. Dạ. Trưởng sư phụ dạ. Nhanh tay lên, sáng mai tôi còn phải ra sân bay. Ông chủ cứ yên tâm, hay là bây giờ ông lên xe nghỉ ngơi một chút nha. Ừ, giao cho cậu đó. Ông cứ yên tâm. Có gì không ba? Sao sắc mặt của ba tệ vậy? Con nhìn nhang đi. Ba dài hai ngắn là điểm báo xấu đó. Qua đây. Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì hả? Cái hòm không có vấn đề. Ba sợ cái xác có vấn đề. Hồi quá đi. Con mau đi lấy đinh được niệm chú tới, niêm phong quan tài lại. Ba sợ cương thi biến? Không phải chứ. Ba chưa từng nhìn thấy hả? Con từng thấy rồi hả? Nhà hội trường chúng ta 7 đời làm đạo sĩ tới nay đều làm công việc bắt ma, nhưng mà mấy năm nay làm tới làm lui cũng chỉ mấy vụ nhỏ, không phải bị ma nhập cũng bị ma che mắt, đâu có nhìn thấy cương thi đâu chứ. Ba nói cái xác trong đó sẽ biến thành cương thi. Ba cũng muốn đoán sai lắm. Ba chưa từng trúng giải độc đắc bao giờ, lại trúng ngay chuyện này. Vậy nếu như cương thi biến thật thì sao?
Vậy thì chúng ta phải nhanh tay lên, niêm phong quan tài lại. Lấy máu của con. Sao lại lấy máu của con? Con ma này quá lợi hại, cần phải lấy máu ra tay mới được. Bố chuyện ra. Ba ơi, khoan đã. Ông chủ Châu. Ba sao rồi ba? Thằng quỷ, con không phải trai tân hả? Con có bạn gái rồi mà. Lợi hại. Lúc ba lớn bằng tuổi của con, ba vẫn là một đứa choi choi. Để con gọi xe cấp cứu cho ba. Không cần đâu, ba không được rồi. Đừng có mất thời gian. Phải nhớ, con phải dùng lửa để thiêu con cương thi này, phải thiêu cùng những cái xác khác, nhất định phải thiêu luôn cả ba mới được. Ba, ba, ba. Sau khi đặt cương thi vào trong quan tài mới, thầy đã tính đốt nó luôn. Ai ngờ cảnh sát có mặt. Sau đó, thầy đã bị nhốt vào bệnh viện tâm thần suốt 3 tháng. Nghe nói nhà họ Châu đã bỏ ra rất nhiều tiền để ém chuyện đó vào di vãng. Chiếc quan tài được giao cho các pháp sư khác làm phép. Châu mở ngọn núi mà ba của thầy đã tìm, tiếp tục cửu âm tụ tài. Cho nên nhà họ Châu 30 năm nay vẫn rất thịnh vượng. Nếu chúng ta không giúp họ dời mộ thì sao? Hết thời hạn 30 năm, vẫn xui khí bại, tan nhà nát cửa. Vậy còn sư phụ nào khác đủ khả năng làm không? Bây giờ pháp sư của thời đại này chỉ biết lên mạng bốc phét là tài giỏi, giết trừ ma quỷ thì không thấy, bày trò lừa tiền thì lại rất nhiều. Nếu như họ tìm một sư phụ khác không đủ trình độ làm thì sẽ nguy hiểm lắm đó. Thank you.
Ba La. Hả? Vậy có nhìn thấy ngực không? Không phải, gì? Tên nữ thần của tôi, Ba La. Trời, tên gì ngộ vậy? À, trời ơi, đại của sếp tôi, chỉ có cổ có chút tiếng tăm nhưng lại không biết đóng phim. Cổ tên là Ba La, cậu hiểu rồi chứ, anh đi thôi. Lần sau thấy ngực mới nói tôi biết đi. Chào buổi sáng, Ba La. Chào anh. Wow, hôm nay nhìn mặt cô đẹp thật đó nha. Thật hả? Thật ra thì tôi cũng cảm thấy tôi đẹp thật đó. Anh Sơn Hào à, thật ra tôi cũng là fan hâm mộ của anh đó. Trong bộ phim Khu rừng trắng đen của anh, cảnh anh nói chuyện với hộp thơm đồ hộp, tôi thích lắm đó. Ồ, người đó là Kim Thành Vũ mà. Anh lên hình đẹp trai hơn ngoài đời nhiều. Cảm ơn nha. Tôi phải nghe điện thoại đã, xin lỗi nha. Dạ được. Alo. Nè, cậu nhận phim gì giùm tôi vậy? Nữ chính đó diễn rất là dở luôn đó, không biết diễn gì hết à. Ai không biết diễn vậy? À, là một bộ phim khác. Chúng ta chụp hình chung đi. À, được rồi. Ông chủ, anh Sa tới rồi. Ông chủ. Tên trưởng Thiên Cơ dám ra vẻ, tao không thích chút nào. Cho hắn trận là được. Một trận hả? Làm sao đây? Lần trước hai tên vệ sĩ cũng bị con đệ tử đánh cho bầm dập mà. Ông chủ, anh coi đi, Ngô Văn và thằng Chư là sát thủ chuyên nghiệp đó. Coi cái mặt tụi nó đi, tụi nó đi thang máy anh cũng phải nấy á. Tao không cần biết mày dùng cách gì, phải ép ông ta giúp ông cố tao dời mộ. Làm gì cũng xui xẻo, ngay cả chính phủ cũng làm khó tao nữa. Đại ca anh yên tâm, mỗi buổi sáng chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn xô cứt. Nhìn thấy ông ta là hất ổng, đảm bảo không kiện được chúng ta. Làm sao mà được? Sao lại không được? Ngựa của ông cứt không, đi báo án cảnh sát cũng đâu chịu nổi. Tắm sạch sẽ là được rồi. Tắm sạch sẽ thì đâu còn bằng chứng nữa. Được đó ông chủ. Được cái đầu của mày. Nói tóm lại trong vòng 3 ngày, nếu làm không xong ba tụi bay đi ăn cứt đi. Đi. Đại ca. Trời, có cần nhiều dữ vậy không? Ơi, chú đủ cứt bán cho tôi đó. Lấy ít của 100 đô, lấy hết của 100 đô. Dĩ nhiên là lấy hết rồi. Ôi, muốn chết luôn đó anh hai. Nếu nhà ông không xuống, tụi mình hôi cả ngày á. Sư phụ à, hai tên nhóc đó lại tới rồi kìa. Hôm qua có hai con quạ, ồn ơi là ồn. Thầy đã coi trước một quẻ, biết là có hai tên ranh tới đây để kiếm chuyện. Vậy con xuống đuổi chúng đi. Không cần, cứ để cho họ chờ. Hôm nay thầy không có đi đâu. Đại ca, xem ra ông ta không thèm ra đường luôn rồi. Nhưng thành thật mà nói, tôi thấy mắc tè lắm. Mắc tè thì đi đi, nhìn tôi làm gì. Còn không thì tè vô đây. Tôi sẽ quay về ngay. Wow, đúng là người lười thích đi vệ sinh. Nè, rốt cuộc ông có xuống không vậy? Không xuống tôi không thèm canh nữa đâu nghe. Ê, có làm anh sợ không? Không. Nhìn cô quen lắm nghe. Hôm đó anh đã cứu tôi. Chính anh đưa tôi vào bệnh viện. Anh đã quên rồi sao? À, cô là cô gái tên là Minh Thiên. Sao cô được xuất viện nhanh vậy? Bác sĩ nói tôi rất may, chỉ bị chấn động não chút thôi. Vậy thì tốt rồi. Anh là ân nhân của tôi, tôi sẽ báo đáp anh thật tốt. Làm vợ tôi đi. Không. Kiểm tra kỹ không sao là được rồi. Nhà tôi ở gần đây thôi, nếu anh thấy không ngại, tôi làm đồ ăn khuya cho anh ăn. Được đó. Đại ca, Cô này là cô Minh. Bây giờ tôi có chuyện gấp cần theo cô ấy về nhà bàn bạc. Cậu tiếp tục đứng đây canh chừng đi. Dạ. Taxi. Tôi có tài xế chở tôi, anh theo tôi đi là được. Được đó. Quá, tên này không thèm xuống đường thật hả? Mình đếm ngược tới số 10, nếu còn không ra thì mình tá cá luôn. 10, 9, 8, 7, 6.
Cất đâu rồi? Nhiều lúc những thứ mất đi rồi cứ bỏ mặc nó đi, nó tự khắc sẽ xuất hiện thôi. Gì vậy? Nhưng mà cậu mất đi đại ca rồi, cậu không đi tìm cậu ấy, tôi sợ cả đời này cũng không trở lại nữa. Ông nói gì vậy chứ? Đại ca của cậu gặp ma. Hả? Gặp ma hả? Ơi, không phải chứ, gặp ma hả? Ừ. Wow, nhà của em lớn giống như ký túc xá vậy. Anh thích có thể thường xuyên tới đây. Em thường hay đưa trai tới đây hả? Đi nào, dẫn anh vô trong xem thử. À, được đó. Ngồi đi. À. Ngồi văn. Hả? Em cảm thấy chúng ta thật sự rất có duyên phận. Phải đó. Vị này là bà về phòng trước đi. Chúng ta đi ra ngoài dạo chút có được không? À, được đó, được đó. Bye bye bà nha. Em nói muốn trả ơn anh cứ sợ là em sẽ kêu bà thế chỗ em. Wow. Em đẹp thiệt đó. Đại ca bị khùng rồi sao? Đại ca của cậu bị ma mê hoặc rồi. Ngồi văn. Mau phát tại đây, mau hiện hình thật. Yêu nghiệt to gan, âm dương cách trở, người ma khác biệt. Cô cả gan dám mê hoặc đàn ông dương gian sao? Cô phải muốn mãi mãi không siêu thoát không? Đạo trưởng, tôi không muốn hại anh ấy đâu. Tôi biết anh ấy là người tốt, tôi chỉ muốn anh ấy giúp tôi vượt qua khổ ải. Chuyện gì vậy? Đại ca à, anh bị ma mê hoặc đó, bệnh thần kinh, tôi không cho phép ông chửi bạn gái tôi. Anh nhìn cho kỹ đi, thằng ngốc. Kim Cang mau hiện, mau hiện Kim Cang. Còn biến pháp thuật để du quan cho bạn gái tôi. Em không cần sợ, anh tin em. Cô ta là ma thật đó. Rõ ràng cô ta còn sống sờ sờ mà ông nói là ma sao? Vậy thì cậu cúi đầu xuống nhìn thử là biết liền chứ gì. Cúi đầu xuống thì nhìn bằng cách nào chứ? Ai à, nhìn. Gì chứ? Là người kia mà. Mang người đi. Ngồi văn. Đại sư nói đúng đó. Em là ma. Hôm đó anh đưa em tới bệnh viện. Lúc em ở phòng cấp cứu đã không cứu được nữa rồi. Vậy thì có vấn đề gì? Anh thích em là được rồi. Anh không cần biết em là người hay ma. Đại sư, tôi là bị người xấu hại chết. Hắn giả chữ ký của chị hai tôi để lấy tro cốt của tôi. Bây giờ linh hồn của tôi đang bị hắn khống chế, không thể đầu thai được. Xin đại sư hãy cứu tôi. Vậy là ai đã lấy đi tro cốt của cô? Là một pháp sư tà phái. Hắn tên là Cao Sơn Báo. Người này tâm thuật bất chính,
lừa gạt người chị bị bệnh của tôi, gạt luôn cả tiền lẫn sắc. Chị của tôi bệnh tới nỗi nằm trên giường không thể dậy nổi. Sau đó ổng đã gạt tôi lên trên đạo quán của ổng, kêu tôi phụ giúp chăm sóc chị hai. Chị hai cô nói có mấy triệu trong tài khoản của cô, kêu cô chuyển cho tôi, để tôi giúp cổ mang đi quyên góp núi Thanh Thành, cầu phúc cho cổ, như vậy bệnh mới hồi phục được. Không được, hôm nay tôi nhất định phải đưa chị về. Hai cô yêu tôi như vậy, nhưng mà cổ không thể phục vụ cho tôi. Cô phục vụ tôi cũng giống nhau thôi. Ông đừng qua đây nha. Ông đừng qua đây nha. Ông qua đây tôi sẽ nhảy xuống dưới. Có gan thì nhảy đi. Ông đừng qua đây mà. Thì ra chết thảm như vậy. Sau khi tôi đã chết rồi, ông và chữ ký của chị hai tôi mang tôi đi quả tang, còn lấy tro cốt của tôi đi, để tôi không thể luân hồi được. Vậy còn chị hai thì sao? Cũng không thể chữa khỏi. Ông còn dùng bùa trấn giữ đạo quan lại, khiến tôi không thể vô trong đó được. Sư phụ à, không được, thu phục cô ta trước rồi điều tra rõ ràng. Nào, túi càng khôn. Đừng mà. Kiếm kim tiền. Đừng mà. Đừng, Minh Thiên, chạy đi. Buông ra. Không buông. Buông ra. Không buông. Buông ra đi. Tôi không buông. Sư phụ, bọn họ chạy thoát rồi. Đại ca đúng là lợi hại á. Sao nói vậy? Vậy mà cũng không đau luôn. Trời, đi bệnh viện, đi bệnh viện. Được. Sư phụ à, Đao Sơn Báo là người thế nào? Ông ta là một sư phụ pháp khoa, công lực cũng không tệ, nhưng mà con người ổng tâm thuật bất chính. Người trong ngành chúng ta ai cũng nói hắn là một kẻ đồi bại, không ai thích qua lại với hắn hết. Vậy chúng ta có cần tìm gã Cao Sơn Báo đó không? Ê, thầy nghĩ có người đã sớm hơn chúng ta một bước tìm thấy ổng rồi. Ông chủ, vị cao nhân này là anh Báo. Ảnh với rất nhiều huynh đệ của tôi rất thân với nhau. Nè, từ chuyện dọn nhà cho tới phong thủy, một tay ảnh có thể làm hết. Có lần á, cảnh sát muốn kiện tôi mười mấy tội danh, cuối cùng không được. Bởi vì có anh Báo giúp tôi nên đều tai qua nạn khỏi. Đây không phải chuyện pháp sự bình thường, ông có làm nổi không? Baby à, hay là kêu sư phụ trồng sinh cơ cho em đem nổi tiếng hơn đi. Từ từ anh tính với em. Anh Sà có nói với tôi rồi, nói lúc 30 năm trước thái công của anh khi chuyển quan tài xảy ra chuyện thi biến. Vậy kinh nghiệm của ông về mặt này thì sao? Lúc tôi bái sư ở Giang Tây đã từng học cách bắt cương thi. Đừng nói là chế phục cương thi, cho dù có trồng ra một con cũng được. Mấy chuyện này đừng có nói bậy nha sư phụ, chết người đó. Ông chủ cứ yên tâm đi, có chết thì tôi chết trước. Lúc mà chuyển quan tài, anh có thể đứng ra xa một chút. Vậy ông tính lấy nhiêu đây? Ở Hồng Kông, người có năng lực làm chuyện này chỉ có 2-3 người thôi. 50 triệu đô. 50 triệu? Lão phong thủy, cúng thần cũng tới điên hả? Ông chủ à, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Cho anh nhiều tiền hoa hồng như vậy à? 10 triệu đô sao? Hả? Được thôi, tôi cho 10 triệu. Làm thì làm, không làm thì bỏ. Chuyện làm ăn làm hoài còn hoài mà. Được, lần này tôi tính rẻ cho anh, coi như lần đầu gặp mặt. Tới lúc làm việc mới đưa tiền cho ông, mau chóng tìm cho tôi một ngôi mộ. Được thôi. Còn em thì sao? Anh có rất nhiều chuyện phải làm mà trời. Cô à, đây chính là danh thiếp của tôi, khi nào rảnh có thể tìm tôi. Được đó. Chuyện lần này ông nhất định phải đảm bảo gọn gàng sạch sẽ cho tôi. Ông chủ yên tâm đi, tôi đã chọn giờ lành rồi. Bây giờ chính là giờ ngọ, ánh sáng chiếu khắp nơi, cho dù có thi biến đi nữa cũng bị nắng chết thôi. Chỉ cần chúng ta để quan tài nhập thổ trước khi mặt trời lặn thì không thành vấn đề gì. Từ đây tới ngôi mộ mới khoảng chừng bao lâu? Khoảng chừng một giờ thôi, sẽ không sao đâu. Rất khó nói,
Ông trời cũng có sóng gió không đoán trước được mà. Trời như vậy không lẽ có mưa được sao? Chuyện gì vậy? Phía trước có núi lở, đường phía trước bị phong tỏa hết rồi, không thể lên núi được đâu. À, chúng tôi phải hạ quan tài đó sếp à. Ừ, tôi cũng hết cách rồi, mấy anh đi qua được cũng không lên núi được đâu, với lại cũng rất là nguy hiểm nữa. Anh quay đầu lại đi. Ông chủ, trước khi giải quyết xong thi thể thái công tôi, ông tuyệt đối không được rời khỏi. À xa. Dạ, trông chừng ông giúp tôi. Nếu có gì bất thường, chặt tay trái trước, rồi chặt chân phải sau, có biết chưa? À, ông chủ đi cẩn thận. À, đừng nghĩ coi phim cương thi là biết bắt nó nha, phải biết thiệt đó. Nếu không nó chạy ra đây thì chết. Cứ yên tâm đi. Lát nữa tôi sẽ kêu người dùng bùa phong tỏa nguyên chiếc xe hàng này, rồi kêu người xung quanh xả gạo nếp, bảo đảm không sao. Thì đâu vậy? Phải đi ăn cơm chứ. Không thấy ông chủ nổi giận hả? Nè, mua đồ gì để ăn, mua luôn bộ bài, chơi từ đây tới sáng. Nói gì nói, ông chọn ngày kiểu gì vậy? Tự nhiên chọn hôm nay sao à? Sao mà tôi biết được chứ, ai ngờ hôm nay lại có trời mưa. Cắt. Làm cái gì vậy? Đang quay phim mà. Trời ơi, ông là đại sư mà. Sao tôi biết là thật hay giả chứ? Các vị xin mời đi qua trước ha. Chúng tôi đang đóng phim, cảm ơn. Nhanh tay chút đi ha. Thôi đi. Con heo. Qua. Đương nhiên qua rồi. Sảnh nè, ăn hết. Tiếng gì vậy? Đại trường hình nổ súng đó. Tiếng nổ súng đâu phải là như vậy, bấm một cái mới đúng. Nè, tôi cảm thấy có chút không ổn đó, không chơi nữa. Nè, nổ súng thì tôi không sợ, còn ông thì mau chóng trả tiền đi, ông vẫn thiếu tôi mấy ngàn tiền đó. Tiền thiếu trước đi, tôi thực sự cảm thấy có gì đó không ổn mà, tôi ra ngoài một chút. Đại đây. Đại trường hình làm vậy mà, có gì lạ đâu đi. Chứ. Ê, đúng là phiền phức. Hả? Không xong rồi. Không lẽ người bị cương thi biến thiệt rồi hả? Không phải thì là gì nữa chứ. Tôi đã nói là không ổn rồi mà. Con quái vật này 90 năm không thấu rửa, công lực thâm hậu, lỡ như để nó uống được máu người thì càng đáng sợ hơn nữa. Mau chóng gọi điện thoại cho ông chủ kêu ảnh chạy đi. Không phải chứ, hậu quả nghiêm trọng lắm. Anh không gọi cho ảnh còn nghiêm trọng hơn nữa. Đặc tính con cương thi này là có thể cảm nhận được vị trí của người thân đó. Mau chóng gọi cho ảnh đi. Ôi trời ơi. Gì vậy? Ông chủ à, anh thi biến rồi. Thi biến hả? Bây giờ con quái vật đó không biết chạy đi đâu. Anh báo kêu anh chạy đi. Vậy đi, để tôi kêu đệ tử bảo vệ cho anh. Vậy ha. Hai cái thằng chết tiệt này. Baby, sao vậy? Có chuyện phải làm, em ở đây chờ anh đó. Đúng là đáng ghét quá đi. Thà ra ngoài làm người ta cũng không chịu làm em. Trời ơi.
gạo, bánh gạo, bánh gạo nếp. Xào bánh gạo, bánh gạo nếp. Xào bánh gạo, bánh gạo nếp. Không lẽ thi biến thì sao? Chủ, anh không sao chứ? Không, tôi tự làm mình bị thương thôi. Ông chủ, tôi thấy mình nên báo cảnh sát đi. Anh Xà và hai thằng đệ tử cũng chết luôn rồi. Không được, không được đâu. Nếu như để cảnh sát biết thì làm sao an táng? Nói tóm lại, tôi cho ông 5 triệu. Ông bắt Thái Công về đây cho tôi. Vậy còn mấy cái xác phải làm sao? Một cái xác 1 triệu, ông xử lý giúp tôi luôn đi. Được, cứ để tôi làm cho. Mau lên đi. Mình bị Thái Công cào trúng rồi. Tại sao? Tại sao trong não của mình lại có những hình ảnh như vậy? Không lẽ là mình có linh cảm? Sao chứ? Em đi về đi. Đúng là đáng ghét thiệt mà. Tự mình hưởng xong rồi thì kêu người ta về. Em đi về đi mà. Ngày mai anh sẽ tới tìm em. Thôi bỏ đi. Tâm trạng anh không tốt. Ngày mai em tới tìm anh nha. Về đi. Về đi. Về đi. Alo. Alo, anh Aka hả? Sao anh lợi hại dữ vậy? Tối hôm qua nửa đêm anh đã làm nổi xung thị trường cổ phiếu Mỹ. Sáng nay mở cửa thì cổ phiếu rớt ồ ạt 800 mấy điểm. Có phải nghe được tin đầu bộ gì không? Tôi cảm thấy không khỏe, nói sao nha. Chủ,
Dạ không, em nghe mấy người bên ngoài nói anh nguyên cả đêm không có về nhà nên mới lên đây tìm anh trò chuyện. Cô là ai vậy? Em là CC, đang ghét quá đi, anh chỉ nhớ bà La thôi. Làm gì có, anh đương nhiên nhớ em mà. Đừng có giận. Em biết sau khi đóng xong phim Sát Sống Đấu Cương Thi sẽ đóng phim Nữ Thám Tiêu Cao Dương. Em muốn đóng vai nữ cảnh sát trong phim đó. Anh nói em có được không? Có gì mà không được. Tới, xin dừng bước. Nhất cúc cung, nhị cúc cung, tam cúc cung, gia quyến tạ lễ. Đại ca đúng là tội nghiệp. Vô duyên vô cớ bị người ta giết chết, đã vậy lồng ngực còn bị người ta khoét một lỗ. Chắc chắn là kẻ thù làm rồi. Đại ca đúng là, ai không tin đi tin thằng cô Văn đó. Nó có đáng tin cậy đâu. Nếu như đưa tụi nó đi với ông chủ, bảo đảm không sao hết. Đúng rồi đó. Có khi nào Ngô Văn chính là kẻ phản bội bán đứng đại ca không? Chú Ngô, tôi cũng nghĩ giống như chú, chỉ do không dám nói ra thôi. Đợi lát nữa Ngô Văn tới đây, phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thằng khốn đó chịu nói mới được chứ. Tới khi đó bắt nó lại, từ từ ra hỏi. Chú Ngô à, có câu này của chú là được rồi. Có khách tới, xin dừng bước. Nhất cúc cung, nhị cúc cung, tam cúc cung, gia quyến tạ lễ. Chuyện gì vậy? Đại ca, đại ca. Anh Thắng, không phải là mày, bạn đứng ở xa không? Nó thật sự không liên quan tới tôi. Quỳ xuống đi, mau nhận lỗi với đại ca. Tôi vô tội mà. Đại ca chết không nhắm mắt luôn kìa. Tao đánh chết mày để trả thù cho đại ca. Mày chết chắc rồi, chờ chết chung đi. Đại ca đứng dậy kìa. Là thi biến kìa. Thả tôi ra đi. Chạy vô chứ. Mở cửa ra. Chạy nhanh lên. Mở cửa ra đi. Mở cửa. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa ra đi. Cứu mẹ. Mở cửa. Mau trốn đi. Bảo vệ hai vị tiền bối kìa. Đi. Cương Thi bị mù, chuyên đuổi theo hơi người. Chạy không được thì tạm thời che mũi che miệng, ngưng thở lại. Tạm thời ngưng thở hả? Tất cả mọi người đừng thở. Thank you.
Anh sợ. Ông xã. Đại ca, nó nó đẹp nè. Chị dâu à, chạy đi. Chạy đi. Linh Tâm, kiếm gỗ đâu? Sư phụ, bắt kiếm. Linh Tâm, bắt kiếm. Tình đầu quốc nữ chạm với giết ta. Sư phụ, hay là ông tới? Nếu không chúng tôi chết chắc. Hai người họ bị trúng thi độc nên mới biến thành cương thi thôi. Dùng cái giải đốt đó đi. Tôi nghĩ thái công của anh Cường đã ra đời rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đi? Đông phương giáp ức mộc, nam phương bỉnh đỉnh hòa, tây phương hữu thiên kim, bắc phương dâm quý thủy, ngũ phương ngũ lộ thổ thần tốc, nã cương thi đáo lại. Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, Cao Sơn Báo. Tên khốn này là Cao Sơn Báo hả? Trưởng Thiên Cơ, ông không thấy chúng tôi đang làm pháp sự sao? Đèn thất tinh, kiếm gỗ đào, máu gà, chắc chắn là dùng để bắt cương thi rồi. Anh em, đừng có lo chuyện báo động, không có lợi ích gì đâu. Người thiên hạ quản chuyện thiên hạ, ông không đủ năng lực thì đừng có khai quan cho người ta. Xem ông xử lý thế nào đây. Không biết ông nói cái gì nữa. Bảo vệ, đuổi bọn họ về đi. Nè, muốn gì đi, muốn gì đó. Nè, mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Ông chủ muốn mời hai vị đại sư lên văn phòng bàn bạc, xin mời. Mời. Hai cậu đứng sang một bên đi. À, ông chủ. Trưởng đại sư, ông không làm gì cho tôi thì thôi, sao còn cản trở tôi làm pháp sự? Cậu gây ra quả lớn rồi cậu biết không? Hôm qua tôi vừa ở nhà tang lễ, bắt được hai con cương thi. Không cần hỏi, thái công cũng đã chạy ra ngoài rồi. Thời đã nào rồi chứ. Cương thi, ăn nói lung tung. Quay đầu là bờ, tôi khuyên cậu đừng để sai càng thêm sai. Ông đừng có qua đây, tôi đang bị bệnh, không muốn lại cho ông. Tìm thêm 4 người pháp sư lập đàn ở bên ngoài. Con cương thi đó có phải được giấu ở trong đài truyền hình này không? Trưởng Thiên Cơ, ông chạy tới đài truyền hình ăn nói lung tung, muốn gạt tiền tôi hả? Tôi báo cảnh sát đó. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, ắt có báo ứng. Cậu tự mình suy nghĩ đi. À, sư phụ, à, tôi muốn hỏi Cao Sơn Báo lấy lại gói trò cốt đó. Cương thi lớn vậy cũng không tìm ra, bịch trò cốt nhỏ như vậy thì làm sao tìm ra? Đi đi. À, ông chủ, anh thấy không được khỏe sao? Ông đừng có nhiều chuyện. Tóm lại mọi chuyện đã lộ ra ngoài,
ông mau chóng giải quyết, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Dạ. Baby, tại sao mấy hôm nay anh không gọi cho em vậy? Anh cảm thấy không khỏe, lại có nhiều chuyện phải làm. Em về trước đi. Em không về. Về đi, anh kêu em về đi mà. Em đã nói là không rồi mà. Có phải là anh giấu nhỏ nào trong phòng hay không hả? Không rảnh hả? Vậy em về trước nha. À! Đừng làm, cứu bạn, đừng ở đây mà, tránh ra, cứu tôi với, cứu tôi với. Hai cậu đã có sự xung đột chính diện với cao sơn báo. Tôi sẽ phái hai người tới đạo quán của hắn. Trò cố của Minh Thiên rất có thể được giấu ở chỗ đó. Đúng rồi, sở trường chính của tôi là ăn cắp mà. Nếu như để hắn phát hiện được hai người thì hai người rắc rối to rồi. À, để tôi cho hai người đồ nghề pháp bảo. Pháp bảo? Nè, hai lá bùa ẩn thân này, ổng mà quay về, hai cậu hãy dán lên người của mình. Bảo đảm sẽ không nhìn thấy hai cậu. Nếu như xảy ra tình trạng gì thì từ cơ ứng biến nha. Lợi hại gì? Vậy chúng ta có thể tới ngân hàng cướp tiền rồi. Sai rồi, lá bùa này dùng để làm chuyện phi pháp là không linh nghiệm đâu. À, còn nữa, lá bùa này chỉ có thể dùng một lần thôi, chỉ duy trì được trong thời gian nửa nén nhang. Nửa nén nhang hả? À, tức là bao lâu? 8 phút thôi. 8 phút? Nhưng mà lá bùa này có điểm yếu nha. Ma cà rồng của phương Tây nếu đối diện với cái gương thì sẽ không nhìn thấy nó. Các cậu thì đúng lúc trái ngược, mắt thường thì không nhìn thấy hai cậu. Nếu như hai cậu đứng đối diện với cái gương thì sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên hai cậu nhất định phải tránh xa những bề mặt có thể phản chiếu. Được, tôi nhất định sẽ kiếm lại tro cốt cho Minh Thiên. Chị Ba La, sắc mặt chị không được khỏe cho lắm. Ờ, không có, chắc bị thiếu ngủ thôi. Tại sao lại như vậy chứ? Không lẽ Aka đã biến thành cương thi rồi sao? Vậy mình có bị biến thành cương thi luôn không? Thôi, không chịu đâu, cương thi xấu xí lắm. Mà còn hay nhảy qua nhảy lại nữa, lỡ như ngực chảy xệ luôn thì sao đây? Không được. Cao Sơn Báo. Chào đại sư. Là cô hả? Lạnh kêu tôi rảnh thì tới tìm anh mà. Vào ngồi đi. Nghe người ta nói anh đối phó với yêu ma quỷ quái như cương thi rất lợi hại đúng chứ? Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vậy nếu có người bị cương thi cào trúng, có phải anh cũng biết chữa trị không? Đơn giản thôi mà, dùng gạo nếp là được rồi. Nhưng mà ăn xôi mập lắm luôn đó. Lần trước cô lên đây không phải kêu tôi trồng sinh cơ cho cô sao? Tôi trồng cho cô, đảm bảo giúp cho cô nổi tiếng. Thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi. Nhưng mà như vậy đi, phải nhìn qua cơ thể cô trước đã, như vậy thì mới trồng được. Anh dê quá đi à. Vậy cô có cho xem không? Tôi mà không tranh thủ thì đâu còn là Cao Sơn Báo nữa. Ha 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 ha.
Nè, cô ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Để tôi trồng sinh cơ cho cô xong rồi, đảm bảo cô nổi tiếng hơn Angela BB. Thật hả? Wow, thì ra tôi là nửa người nửa ti hả? Cô đừng có qua đây nha, tới gần tôi đâm chết cô đó. Nè, anh đừng chạy mà. Nè, cô đừng có tới đây nha. Cô đừng có tới đây. Có sao đâu, có anh ở đây rồi mà. Thôi dẹp luôn đi. Anh báo, vậy tôi phải làm sao đây? Sao tôi biết cô phải làm sao chứ? Cô mau rời khỏi đây đi, nếu không tôi đâm cô luôn đó. Thì người ta sẵn sàng cho anh đâm rồi mà. Tôi dùng kiếm gỗ đào để đâm cô đó. Anh lợi dụng tôi xong rồi bỏ đi, tôi cắn chết anh đó. Tại sao nữ thần của tôi lại thành vậy chứ? Lại nói chuyện vậy? Anh đừng có giả vờ giả vịt nha. Nếu như anh không giúp tôi cắn anh đó. Khoan đã. Hình như là có người ở trong này. Anh đừng có gạt tôi. Tôi không có gạt cô. Nếu như cô giúp tôi tìm ra bọn họ thì tôi sẽ chữa cho cô. Vậy phải tìm kiểu gì? Nè, cầm lấy. Cầm lấy. Tôi nghi ngờ có người dùng bùa ẩn thân đi vô đây. Dùng gương chiếu vào thì sẽ nhìn thấy. Nếu nhìn thấy họ thì chém chết cho thôi. Để như vậy nè. Trò cốt của Minh Thiên ở đâu? Trò cốt hả? Được. Ở đây nè, ở đây nè. Trò cốt ở đây. Phải làm sao đây? Tôi biến thành cương thi rồi ai chữa cho tôi đây? Dẫn cô về trưởng sư phụ rồi tính sau. Muốn lấy lại trò cốt hả? Đâu có dễ. Alo ông chủ. Lết về rồi à? Phải, sao cậu biết? Có người nhìn thấy anh. Ông chủ, tối nay tôi đã kêu gọi đủ người, chắc chắn sẽ ép ông cố của cậu ra. Lên văn phòng tôi nói chuyện. Lên đó hả? Được. Ông chủ, sao cậu không mở đèn? Tôi vừa ngủ dậy. Tối nay tôi và bốn vị pháp sư sẽ ép ông cố cậu ra, bắt ổng vô lại quan tài, ngày mai có thể chôn liền. Anh làm việc tôi luôn yên tâm. Tôi đã đoán được cậu có gì đó không ổn. Thì ra cậu cũng biến thành nửa người nửa thi. Cậu trả tôi thêm 50 triệu nữa, tôi sẽ cứu cậu, nếu không cậu sẽ biến thành cương thi luôn. Tốt bụng vậy à? Cậu đã cho ổng hút nhiều máu người lắm rồi. Cậu muốn làm gì? Ooh!
Trong thùng này là nước gạo nếp lâu năm. Nếu như cô ngâm mình trong đó, chắc chắn có thể giải được thi độc cho cô. Nhưng tôi phải nói cho cô biết, quá trình rất đau đớn, cũng tương tự như cai nghiện vậy. Nếu như cô không chịu nổi thì chắc chắn sẽ biến thành cương thi. Tôi sẽ cố gắng. Được. Linh Tâm, coi chừng cô ấy. Lỡ như có chuyện gì, thật sự biến thành cương thi thì kết liễu luôn đi. Còn không bước vô. Phải cố chịu đựng. Nếu không chịu được, cô sẽ không bao giờ được siêu thoát. Tôi không muốn thành cương thi. Tại sao? Tại sao phải là tôi? Tại sao những chuyện này đã xảy ra trên người tôi? Đâu có liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn làm người nổi tiếng thôi mà. Tôi còn oan ức hơn cô nữa. Cô là vì ham hơi chinh. Nhưng tôi còn chưa kịp có suy nghĩ này mà đã bị Cao Sơn báo hại chết. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình dị. Có một người luôn yêu thương tôi là đủ rồi. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Hả? Thì ra cô là ma hả? Cô là ma, cô là cương thi. Cô sợ cái gì chứ? Cũng đúng ha. Đau quá. Cô ráng lên nha. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn tội nghiệp hơn. Tôi ham hư dinh là vì gia cảnh quá nghèo. Không đi đường tắt thì sao nổi được. Người khác cũng làm giống như tôi, nhưng đài truyền hình của anh ta tệ bạc lắm. Bây giờ còn biến thành cương thi cắn tôi. Đúng là khốn nạn. Cô nói coi còn ai xui như tôi không? Được rồi, được rồi. Cô tội nghiệp. Cô tội nghiệp hơn tôi. Anh ta nói sẽ mua nhà cho tôi. Bây giờ biến thành cương thi, sao mà mua nữa? Ngon ha, ngon ha. Ừ, đúng vậy đó. Từng tuổi này rồi chưa từng thấy cương thi. Anh đang làm gì vậy? Chúng tôi tính nhìn lén cậu Tắm. Ai ngờ đứng ngang hồi phát hiện người nào cũng tội nghiệp hết. Cảm xúc của chúng tôi phong phú lắm mà sao mà không cảm động cho được chứ. Nhưng mà chẳng phải hai anh định nhìn lén người ta đi tắm sao? Đúng vậy á. À, nhưng mà háo sắc cũng có lòng chính nghĩa chứ. Giống như lúc chúng tôi coi phim heo thấy nữ chính bị hành hạ dã man quá trời. Hai người chúng tôi cũng sơm rơi nước mắt thôi. Không sao đâu, cứ để họ nhìn đi. Tôi cũng đóng phim cấp 3 rồi, chỉ sợ không ai coi thôi. Bà La, cô đúng là sáng suốt quá. Còn dễ gần nữa chứ. Không được coi. Anh là fan của tôi hả? Đúng vậy đó. Tệ quá ha. Bị anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của tôi lúc này. Đâu có xấu. Đâu quá. Nghe đây, sau này không được nhìn người phụ nữ khác. Không được coi phim heo. Không được làm gì hết. Một người háo sắc đâu có nghĩa là không chung thủy chứ. Em đẹp như vậy á, anh coi mấy người không được đẹp, anh sẽ càng ngày càng cảm thấy em xinh đẹp hơn đúng không? Được rồi. Sau này không nhìn lén người ta tắm, không coi phim heo nữa. Không lẽ bây giờ anh xả stress cũng... Được rồi. Anh không làm gì hết. Không đi massage nữa, không đi đại lục luôn. Vậy được chưa? Cười lên đi. Là anh tự nói đó. Vậy anh nhớ cho kỹ nha. Chết tiệt. Ma nữ bây giờ gian xảo quá. Anh nói gì vậy? Không, anh nói ma nữ bây giờ quyến rũ quá. Sư phụ, Cao Sơn máu bị Akai giết chết rồi.
Ờ đúng rồi, anh tuyệt đối không được nói họ nghe là tôi xem chút biến thành cương thi. Tôi không nói. Anh tới gần đây. Hả? Tôi không cắn anh đâu. Ê, khoan đã. Tôi không phải là loại đàn ông như vậy đâu mà. Những lời ba dặn con, thứ cho con bất hiếu, không thể làm theo. Đi. Ê, đại sinh, ông đi đâu vậy? Nếu không sợ chết thì theo tôi. Nãy vô chứ, nãy vô chứ, nãy. Nè, mặt bị gì vậy? Trời ơi, đi thôi. Được con nhìn thích phải thi khí. Cởi mặt nạ ra đi. Vậy cái gì chứ? Cởi mặt nạ ra. Ông nói gì? Ông nói vậy? Gì? Trời ơi, cởi mặt nạ ra đi. À nè, Linh Tâm, lấy hai cái gương chiếu yêu ra. Một chút nữa đi vào trỏng, cứ thấy người là chiếu. Người nào sợ chính là cương thi. Người nào không sợ thì là người, biết chưa? Biết. Các người mới phải đứng yên đó. Chúng tôi là tổ trọng án. Ủa sếp Trần? Sếp à, mấy người này đe dọa tôi suốt mấy ngày nay, bắt họ về hết đi. À không phải, chúng tôi tới bắt cương thi thôi mà. Tôi nhận ra hai người Ngô Văn và nãy Du Chư đúng không? Hai tên lưu manh muốn đe dọa tống tiền, bắt về đồn hết đi. Không phải, bên ngoài có cương thi thật đó. Đứng yên đó. Anh ta nói đúng đó. Lúc nãy trên truyền hình chiếu thay ma đấu với cương thi, nguyên con hẻm đều là cương thi. Không nói nhiều, áp giải họ lên xe. Dạ. Nè nè nè, khoan đã. Từ từ nói. Nhảm nữa. Đi. Nhanh lên. Nè, cái lỗ bự vậy chắc chắn là cương thi làm rồi. Nhanh lên. Anh ta chặn phía trước tôi, sao đi lẹ được. Lên đây. Linh Tâm, tùy cơ đi. Lẹ lên đi. Có cương thi thiệt mà. Đi, không quay đầu lại nha. Mở lên xe đi, nó nhiều quá vậy. Mở lên. Lên xe. Đóng phim thì đi chỗ khác đi, cảnh sát đang làm việc mà. Chạy đi. Đi thăm dò trước, Linh Tâm. Mau sơn đồng tử, nghe lệnh. Sư phụ ơi, bên trong có 4 con cương thi nữ, 1 con cương thi nam, người phải cẩn thận đấy nha. Thì ra ở bên trong ngoài trừ có thằng Cường, còn có 4 cương thi nữ. Nè, lát vào trong, tôi phụ trách thằng Cường.
ba người đối phó bốn cương thi nữ nha. Không thành vấn đề, hai người chúng tôi đối phó một con, cô đối phó ba con, vậy công bằng rồi hả? Vậy hay là tôi phụ trách bốn con, hai anh phụ trách vỗ tay được không? Được đó. Cái đầu anh đó. Đừng giỡn nữa, đi. A Cường, hôm nay tôi phải thu phục cậu. Tôi ghét nhất ai gọi tôi là A Cường. Chúng ta đánh thiệt kìa. Đại ca, tại sao anh làm gì ổng cũng làm theo hết vậy? Tôi nghĩ là ổng hút trúng dương khí của tôi. Ê nè nè nè. Thằng Cường đâu? Không biết nữa. Đi kiếm nó mau lên. À, từ từ, để tôi lấy trò cốt trước đã. Mau lên. Ở đây, ở đây. Ở đi thôi, đi thôi. Nè, tỉnh dậy đi. Trời ơi, tôi chưa chết hả? Chưa có chết. Ừ. Trời. Xin thỉnh tâm giới phục ma đại đế, trung đường tam thể tử ra cho. Tề thi là thánh nhập vào người, đại hiển thần quy. Tổ sư gia độn điện kim lư. Quý vị, không sao chứ? Không sao thì đi. Đi.
Ủa, ông cố. Ông cố, chúng ta song kiếm hợp bích, chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ. A Cư, ông cố cậu là một con yêu nghiệt, hôm nay tôi phải thu phục ông. Thu phục kiểu gì hả? Pháp bảo con đâu? Có cơ hội thì đâm thẳng vào tim của Thi Dương. Chịu được nữa, ông ta hút hết chi phí trong đường. Điểm tâm, hết. Con yêu nghiệt nó quá lợi hại, phải dùng máu đồng tử mới trị được nó. Tới đi. Máu đồng tử? Không lẽ con còn là trái tim? Hả? Hả? Thi quả tốc, địa quả tốc, lùng quả tốc, diệt ta.
Anh tỉnh rồi? Minh Thiên, họ đâu rồi? Sư phụ đã thu phục được Thi Dương rồi, không sao rồi. Hay quá vậy. Ngồi nha. Đại sư, dù chúng ta có cơ duyên cỡ nào, sau này cũng đừng kiếm tôi. Đại ca, chị dâu đâu? Đại sư, tôi có thể có một thỉnh cầu nho nhỏ cuối cùng không? Giống như tôi cho rằng người và ma không thể kết hợp, nhưng mà thời đại bây giờ khác, yêu nhau thật lòng có thể loại bỏ hết mọi chướng ngại. Được, hôm nay tôi sẽ chủ trì cho cuộc minh hôn của hai người. Ngô Văn, sau này cậu phải đối xử thật tốt với Minh Thiên đó. Đây, mỗi người một phút. Cảm ơn đại sư. Ngô Văn, mau đi đồng phòng đi. Phải. Tránh ra. Đại sư. Xin lỗi. Ôi trời. Ôi, quay. Không. Quay. Đi mà. Ôi. Bao pháp tại đây. Mau hiện nguyên hình. Ôi. Ôi, có cần phải hấp tấp tới vậy không? Tới rồi. Wow. Mất tiêu rồi. Ai